sơ tử cung, và có khi người ta gọi là u sơ tử cung. Ngày xưa thì hai cái từ này mấy bạn sẽ gặp nhiều. Thì thật ra đó, bản chất đó cũng chỉ là thể hiện, tức là nó có một cái khối u ở trong tử cung thôi ha. Nhưng mà nếu mà đi sâu hơn chút xíu nữa thì mấy bạn thấy là nó cũng đều là khối u ở tử cung, nhưng mấy bạn thấy nó có những cái khối u mà nó có cái giới hạn rõ ràng như vậy nè mấy bạn, thì người ta lại gọi là nhân sơ. Nhân sơ đó. Nhưng mà mấy bạn thấy là nguyên một cái tử cung, mấy bạn thấy nó không có một cái chỗ nào nó có giới hạn rõ ràng, thì người ta có khuynh hướng người ta gọi những trường hợp này là u sơ. Ví dụ như cái hình ở bên trái hay mấy bạn thấy là gọi là nhân sơ, cái hình ở bên phải người ta gọi là u sơ. Thì bản chất là do cũng từ cái tử cung thôi mấy bạn. Nhưng mà mấy bạn thấy thì người phụ nữ Việt Nam của mình á, thì lại thích dùng cái từ nhân sơ hơn. Nghe cái từ nhân sơ thì nó dường như nó nhẹ nhàng hơn, tức là nghe cái u thì sợ giống như ung thư vậy đó ha. Nhưng mà nó cũng không khác nhau chút nào hết. Và bây giờ á thì Bộ Y tế có ra một cái quyển hướng dẫn cái điều trị cái u sơ rồi đó, thì họ dùng chung cái từ đó là u sơ cơ tử cung, thì thôi chúng ta cũng dùng như vậy. Cái thuật ngữ thứ hai mà mấy bạn thấy, tức là tử cung to bằng thai 12 tuần, tức là nó là sao? Thì như mấy bạn cũng biết rồi, khi mà chúng ta học chúng ta mô tả một cái khối u thì thường là chúng ta mô tả ví dụ vị trí nó nằm đâu rồi ha, kích thước là mấy nhân mấy cm. Tuy nhiên thì nó chỉ có một cái đặc biệt là đối với những cái tử cung thôi mấy bạn, là người ta còn có một cái cách mô tả nữa là tử cung nó to bằng thai bao nhiêu tuần. Thì điều này nó là như vậy nè mấy bạn, anh sẽ dịch lại cho mấy bạn. Tử cung to bằng thai 12 tuần, điều đó có nghĩa rằng là cái tử cung này nó có cái u sơ, mà cái u sơ này nó làm cho cái tử cung nó to tương đương với một cái tử cung có thai 12 tuần. Đó là như vậy. Và mấy bạn nên nhớ là chỉ có cái tử cung chúng ta mới so sánh được như vậy thôi. Mấy bạn không thể nào mô tả khối u buồng trứng mà to tương đương với thai 12 tuần là nó sai. Ha. Sau này đi lâm sàng thì mấy bạn thấy ta nói à tử cung to bằng thai 14 tuần, thì mấy bạn cũng biết là nó có cái u sơ nó làm cho cái tử cung nó to tương đương với một cái tử cung có thai 14 tuần. Ha, rồi. Một số cái thuật ngữ về cái rối loạn kinh nguyệt mà mấy bạn cần phải biết nó liên quan đến cái bệnh lý u sơ tử cung này. Đó là rong kinh. Rong kinh là sao mấy bạn? Rong kinh tức là người này có kinh đúng ngày nha mấy bạn, nhưng mà kéo dài. Thì mấy bạn muốn biết nó như thế nào nó gọi là kéo dài thì ít nhất mấy bạn cũng phải biết như thế nào nó là bình thường. Đó, thì bây giờ chúng ta lấy cái giới hạn trên, thí dụ như là khoảng 7 ngày. Tức là rong kinh là trên 7 ngày thì mấy bạn gọi là rong kinh. Còn rong huyết là sao mấy bạn? Nó khác nha. Rong huyết tức là nó ra huyết trong cái mấy bạn nên nhớ là sau khi mà có kinh xong thì có một khoảng thời gian người này không có ra huyết gì hết, và nếu có ra huyết thì nó người ta gọi đó là rong huyết. Mấy bạn phân biệt ha. Rong kinh là có kinh đúng ngày nhưng mà nó kéo dài. Còn rong huyết là nó đã ra huyết vào trong cái khoảng thời gian đáng lẽ nó không được ra thì gọi là rong huyết. Thống kinh là mỗi lần có kinh đau bụng rất là nhiều. Còn cường kinh, tức là mỗi lần có kinh ra huyết nhiều. Thì mấy bạn nên nhớ mỗi lần có kinh thì trung bình người phụ nữ Việt Nam mất khoảng từ 60 đến 80 ml máu. Có tài liệu thì họ nói tới 100. Đó, thì mấy bạn biết rồi đó, thì cái giới hạn bình thường nó là như vậy. Một số cái thuật ngữ là cắt tử cung bán phần, cắt tử cung toàn phần hay là cắt hai phần phụ gì đó thì anh sẽ giải thích tiếp. Ha, mấy bạn coi cái hình này. Cái hình này là nó mô tả về một cái cấu trúc giải phẫu của tử cung và buồng trứng. Thì mấy bạn thấy cái phần khoanh tròn bên đây người ta gọi là phần phụ.
phần phụ nó bao gồm cái vòi trứng ha, và nó bao gồm cái buồng trứng. Cái từ này dùng nhiều đó mấy bạn ha, có thể là dùng cái từ vòi trứng cổ điển ngày xưa đó, có người là dùng là tai vòi, bây giờ thì lại dùng là vòi tử cung, hoặc là dùng là ống dẫn trứng đó, nó có nhiều cái thuật ngữ lắm. Thì thôi mấy bạn dùng kiểu nào cũng được ha, miễn là người ta hiểu là được rồi. Cái thứ hai là cái tử cung. Tử cung mấy bạn thấy, tử cung nó chia làm 3 phần: phần đáy tử cung, phần thân tử cung và phần cổ tử cung. Rồi mấy bạn nhớ giải phẫu. Vậy chúng ta cắt tử cung bán phần là cắt như thế nào? Ha, cắt tử cung bán phần, cắt tử cung toàn phần. Mấy bạn nên hiểu cắt tử cung bán phần không phải là cắt phân nửa gì mấy bạn. Ha, không phải cắt phân nửa, chừa phân nửa đâu. Mà cắt tử cung bán phần là họ lấy cái, họ cắt cái tử cung phần đáy tử cung nè, phần thân tử cung nè, và họ để lại cái cổ tử cung. Vậy thì cắt tử cung toàn phần thì mấy bạn cũng sẽ biết rồi ha, tức là lấy hết cái cổ tử cung. Rồi mấy bạn lưu ý một chuyện, sau này mấy bạn đi học thì mấy bạn lưu ý gì hay ha. Ví dụ là bây giờ chúng ta có hai cái phương pháp là cắt tử cung bán phần và cắt tử cung toàn phần, thì vấn đề được đặt ra cho mấy bạn câu hỏi thứ hai, tức là mấy bạn tự học đó, là ưu điểm và khuyết điểm của hai cái phương pháp phẫu thuật này. Ví dụ sau này mấy bạn đi học, mấy bạn thấy là cái bài cắt thần sinh môn, người ta nói là cắt ở vị trí 7 giờ, hoặc là vị trí 6 giờ, hay là vị trí 5 giờ gì đó, thì mấy bạn cũng phải đặt ra câu hỏi là vậy thì cắt ở mỗi vị trí đó nó ưu điểm và khuyết điểm như thế nào, để rồi mình khi mà mình làm thì mình sẽ quyết định mình nên chọn cái cách nào nha. Đó mấy bạn lưu ý. Ví dụ như cắt tử cung bán phần thì mấy bạn biết rồi, chúng ta cắt tử cung mà chúng ta để lại cái cổ tử cung, thì so với cái việc cắt tử cung toàn phần là chúng ta lấy hết cái tử cung đó mấy bạn, thì cái việc cắt bán phần nó sẽ, thời gian nó sẽ ngắn hơn, cái cuộc phẫu thuật nó sẽ ngắn hơn. Cái kỹ thuật mổ nó đơn giản hơn ha, và nó ít bị tổn thương cái bàng quang với cái niệu quản hơn. Nhưng đổi lại thì nó vẫn còn để lại cái cổ tử cung. Mấy bạn cũng biết rồi, khi còn cái cổ tử cung thì vẫn còn những cái bệnh lý liên quan đến cổ tử cung. Bây giờ thì mấy bạn có thể gọi là ít gặp. Tuy nhiên ngày xưa đó mấy bạn thì vẫn có những trường hợp ung thư cái cổ tử cung ở trên một người bệnh nhân đã cắt tử cung rồi, tức là họ cắt tử cung bán phần, họ để lại cổ tử cung. Tuy nhiên vào ngày xưa thì cái chuyện chúng ta tầm soát những cái bệnh lý ở cổ tử cung nó không có ổn lắm, cho nên đôi khi họ vẫn bị ung thư ha. Thì mấy bạn lưu ý chuyện đó đó. Đó, đó là những cái ưu điểm và khuyết điểm. Còn khi nào thì chúng ta sẽ cắt hai phần phụ ha. Chúng ta cắt hai phần phụ. Phần phụ thì mấy bạn nên lưu ý chủ yếu là cái buồng trứng thôi mấy bạn. Chúng ta chỉ cắt hai phần phụ khi buồng trứng nó không còn cái chức năng gì nữa hết. Mà mấy bạn biết rồi, buồng trứng thì nó có hai cái chức năng. Chức năng nội tiết là nó tiết ra các hormone đó, thì chút xíu sẽ nói với mấy bạn sao. Rồi chức năng ngoại tiết tức là nó phóng noãn đó mấy bạn. Thì mấy bạn có thể đặt ra câu hỏi là bây giờ như một cái trường hợp nào đó chúng ta cắt tử cung rồi, thì bây giờ đâu còn khả năng mang thai nữa, mà chúng ta sao không cắt cái buồng trứng luôn đi, tại vì để buồng trứng lại sau này coi chừng nó dễ bị cái ung thư hay gì đó. Thì đúng là không còn khả năng mang thai nữa, nhưng mà nếu mà người phụ nữ đó còn trẻ mấy bạn thì nó vẫn còn phải có nội tiết chứ, chứ thôi mà mấy bạn cắt luôn cái buồng trứng, tức là qua ngày hôm sau là họ sẽ giống như là đã mãn kinh rồi ha. Thì điều đó nó không có đúng lắm nha. Rồi mấy bạn lưu ý một số cái thuật ngữ như vậy. Vậy thì theo mấy bạn, một người đã cắt tử cung bán phần thì họ vẫn có phải đi khám phụ khoa không? Câu trả lời là có, đúng không? Họ phải sàng lọc không?
ung thư cổ tử cung không? Câu trả lời vẫn là có. Đó thì tùy theo cái phương pháp phẫu thuật mà chúng ta có những cái hướng xử lý nó khác nhau nữa nha. Một số cái đặc điểm này mình cần sẽ lưu ý là mấy bạn. Thứ nhất là u xơ cơ tử cung này nó phát triển từ các tế bào cơ trơn, tức là nó nằm ở trong cái tử cung luôn. Nó nằm ở trong cái tử cung luôn. Nó không phải nó từ đâu nó di căn lên tới hết. Chính vì thế mà cái chuyện mà phòng ngừa hay là cái gì đó thì nó rất là khó khăn. Nó giống như là hãy có tử cung là có u xơ vậy thôi. Có tóc thì tóc nó sẽ bạc vậy thôi. Nó vậy đó, mình không có thể nào mình tránh được hết trơn. Mình không tránh được mấy bạn, khó lắm. Điều thứ hai mấy bạn thấy đó là cái nó khá là lành tính, nó rất là lành tính. Mấy bạn thấy tỷ lệ ác tính của nó là chỉ có 0,3% là cao đó nha. Anh lấy cái giới hạn trên 0,3%, tức là sao mấy bạn? Tức là trong 1.000 cái đừng 1.000 trường hợp u xơ thì chỉ có khoảng 3 trường hợp là bị ung thư. Mà mấy bạn nên nhớ 3 trường hợp ác tính này thường là nó xảy ra ở cái thời kỳ mãn kinh. Chính vì thế từ đây thì nó đưa ra cho chúng ta một cái hướng xử trí trên lâm sàng, tức là không bao giờ chúng ta cắt 1.000 cái tử cung. Chúng ta có chỉ định cắt 1.000 cái tử cung để chúng ta phòng ngừa 3 ca ác tính, phòng ngừa 3 trường hợp bị ung thư hết. Không bao giờ chúng ta làm như vậy. Cái sự đánh đổi đó nó quá lớn. Mà mấy bạn biết cắt tử cung đối với người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam, là nó khá là nghiêm trọng. Các bạn ha, nó là một vấn đề đôi khi đến nỗi mà người ta từ chối, người ta không cắt luôn. Rồi, đây là một khối u phụ khoa thường gặp nhất ở vùng chậu. Thì thôi thì mấy bạn lưu ý chuyện này. Một chuyện nữa anh muốn nói với mấy bạn, đây là một cái khối u nó phụ thuộc. Ngày xưa thì người ta cho rằng nó phụ thuộc estrogen. Lý do người ta cho cái chuyện đó là từ những cái quan sát mấy bạn. Thì người ta thấy rằng như vậy nè mấy bạn. Những người, tức là những bé gái mà chưa có kinh đó, tức là không có estrogen đó mấy bạn. Không có kinh đó thì thường gần như 100% luôn là không bao giờ bị u xơ. Người ta không tìm thấy một cái u xơ nào ở cái nhóm đối tượng đó. Hoặc là cái nhóm đối tượng mà đã mãn kinh rồi, nếu trước đó họ không có u xơ thì khi họ mãn kinh rồi cũng không tìm thấy luôn. Không tìm thấy cái u xơ nào hết. Mà hai cái nhóm đó là hai cái nhóm mà khi chưa có kinh và khi mãn kinh, đó là thời điểm đó không có estrogen. Ngoài ra còn những cái bằng chứng khác, ví dụ như là trong cái thời kỳ sinh sản của họ, trong cái tuổi sinh sản của họ, họ có u xơ đi, thì khi hết kinh thì cái kích thước khối u này nó nhỏ lại. Hoặc là trong cái độ tuổi sinh sản của họ, họ có cái u xơ và khi họ có thai, thì mấy bạn cũng biết rồi, khi có thai tức là cái môi trường đó rất là nhiều estrogen và họ thấy cái khối u nó lớn lên. Thì họ nghĩ lúc giai đoạn đầu họ nghĩ đó là estrogen. Và các phương pháp điều trị của họ, phương pháp điều trị nội á, là đều có cái khuynh hướng là sẽ tấn công vào cái estrogen này. Nhưng sau này họ lại thấy dường như là cái progesterone. Dường như là cái progesterone. Đó. Thì tại sao họ lại thấy như vậy? Là họ thấy ở trên cái tế bào của cái cơ tử cung đó mấy bạn, là có cái thụ thể của progesterone. Và khi có progesterone thì mới có hiện tượng phân bào, tức là tế bào nó mới lớn lên được. Cho nên vì quan điểm đó, sau này thì những cái phương pháp điều trị thì nó lại có khuynh hướng nó lại nghiêng về cái tấn công cái progesterone nhiều hơn là cái estrogen. Cái estrogen bây giờ thì gần như là nó bỏ rồi các bạn.
Ha, thôi cái hình này thì mấy bạn cũng đã coi rồi, mấy bạn cũng biết rồi. Thì khi mấy bạn học sản á, thì nó có hai cái phần nó tương đối đặc biệt, là một cái bệnh lý nào đó nó sẽ ảnh hưởng lên cái khả năng có thai hoặc là thai kỳ như thế nào, và cái điều thứ hai là thai kỳ thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái bệnh lý này như thế nào. Rồi, thì mấy bạn lưu ý ha, thì cái u xơ cơ tử cung này nó ảnh hưởng lên thai kỳ khá là nhiều và trong suốt quá trình luôn mấy bạn, khi chưa có thai hoặc là có thai đó, khi chưa có thai tức là không có thai được thì người ta gọi đó là hiếm muộn, và khi có thai mà nếu sảy thai trước 22 tuần thì người ta gọi đó là sảy thai, cái thai bị tống xuất ra khỏi buồng tử cung trước 22 tuần. Rồi. Khi có thai mà nếu cái thai nó bị tống xuất ra khỏi buồng tử cung sau 22 tuần mà trước 37 tuần thì họ gọi là sanh non. Rồi mấy bạn cũng biết khi có u xơ tử cung thì cái mạch máu nó không đến nuôi được cái tử cung tốt và nó sẽ không tới thai tốt, thì nó có thể nó dẫn đến cái tình trạng là thai chậm tăng trưởng do thiếu máu nuôi thôi. Rồi u xơ tử cung thì nó làm cho những cái cơn co tử cung nó không bao giờ tốt được mấy bạn, thì nó có thể nó dẫn đến cái chuyển dạ kéo dài, và sau khi sanh xong tử cung nó co không tốt thì nó có thể nó dẫn đến cái băng huyết sau sanh ha, các bạn nhớ nó ảnh hưởng từ đầu tới cuối luôn vậy đó. Ngược lại thì thai kỳ nó ảnh hưởng đến u xơ tử cung như thế nào, thì mấy bạn thấy cái thứ nhất là như hồi nãy anh đã nói, tức là u xơ tử cung cái thai kỳ nó có chứa nhiều estrogen, nó làm cho u xơ tử cung nó to ra, và khi u xơ tử cung nó to nhưng mạch máu nó không phát triển kịp để nó nuôi cái khối u đó thì nó dẫn đến thiếu máu và nó dẫn đến hoại tử. Hoại tử u xơ tử cung ở trong thai kỳ rất là mệt mỏi mấy bạn, tức là thai phụ sẽ biểu hiện rất là đau, nhưng mà lúc đó là chúng ta không làm được gì hết ngoài cho thuốc giảm đau và tư vấn cho thai phụ thôi, chúng ta đâu có mổ được mấy bạn, đang có thai mà mổ bóc những cái nhân xơ đó chắc chắn là không được rồi, và nhiều khi nó lại còn tệ hơn nữa. Về triệu chứng lâm sàng thì sẽ lưu ý với mấy bạn hai vấn đề mấy bạn cần lưu ý. Đa số là không có biểu hiện lâm sàng. Điều này là mấy bạn cũng thấy sau này mấy bạn đi làm việc hay là gì đó, mấy bạn thấy đôi khi người bệnh nhân của mình đi khám vì một lý do gì đó, đi khám vì một lý do gì đó nhưng lại siêu âm ra cái u xơ, nhiều khi u xơ cũng khá bự mà không hành gì hết trơn. Hoặc là mấy bạn sẽ thấy có những người họ thấy cái bụng họ to họ đi siêu âm thì mới biết là bị u xơ, họ nói là đó giờ không hành tôi gì hết. Và mấy bạn sẽ nhìn ở dưới mấy bạn thấy cái triệu chứng lâm sàng á, ví dụ như nặng vùng chậu, đau bụng ha, ra huyết âm đạo bất thường, đây là những cái triệu chứng lâm sàng nó không đặc hiệu mấy bạn, nó không đặc hiệu. Điều này nó sẽ đặt ra chúng ta một cái vấn đề, chúng ta luôn muốn biết hoặc là chúng ta luôn muốn phát hiện sớm những cái u xơ tử cung để chúng ta có một cái thái độ xử trí, nhưng lại nó không có biểu hiện lâm sàng, hoặc nó có mà nó không đặc hiệu, tức là các chị ví dụ như nặng vùng chậu hoặc đau bụng thì nó có nhiều nguyên nhân quá. Vậy thì vấn đề là đặt đặt ra là làm sao chúng ta phát hiện sớm cái u xơ này bây giờ, làm sao chúng ta phát hiện sớm ha, mấy bạn lưu ý một chuyện. Mấy bạn nên nhớ triệu chứng lâm sàng thì tùy thuộc vào vị trí, ví dụ như u xơ nó nằm gần cái nội mạc tử cung thì nó khác ha, mà nó nằm xa nội mạc tử cung thì nó khác, cái này chút xíu anh sẽ lấy ví dụ. Rồi thì thôi tóm lại thì mấy bạn nhớ hai ý ở phía trên giùm, tức là để phát hiện sớm u xơ tử cung thì chúng ta cần khuyên người phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ. Khám phụ khoa định kỳ là như thế nào, là tức là họ cứ khoảng 6 tháng họ đi khám một lần, có người hơi lo lắng thì 3 tháng cũng được ha, còn thường là 6 tháng, còn nếu không là 1 năm. Ví dụ như là chúng ta đi khám một vài lần 6 tháng mà thấy không có gì thì chúng ta có thể khám thưa ra một chút. Tuy nhiên thì mấy bạn sẽ lưu ý trong cái chuyện này
người phụ nữ Việt Nam của chúng ta có những cái suy nghĩ nó không đúng lắm nha mấy bạn. Họ nghĩ rằng là khi họ chưa có quan hệ, họ chưa có sanh lần nào thì không bao giờ họ bị u sơ. Thì điều đó nó không đúng. À, có những trường hợp khoảng 23, 24 tuổi mà đã thấy là đã bị u sơ rồi. Cho nên là sau này mấy bạn có tư vấn cho người thân hoặc là bệnh nhân của mình thì cũng phải khuyên họ đi khám phụ khoa định kỳ. Cho dù họ có quan hệ hay chưa, cho dù họ có gia đình hay chưa, cho dù họ có sanh hay chưa. Cái câu thứ hai thì mấy bạn nên hiểu là như vậy nè mấy bạn. Tức là u xơ tử cung nó không có biểu hiện lâm sàng, hoặc là nó có nó không đặc hiệu. Điều đầu tiên là nó không có biểu hiện lâm sàng. Chính vì thế, ví dụ như mấy bạn gặp một trường hợp đi khám với mấy bạn vì đau bụng đi, rồi siêu âm mà chúng ta thấy cái u xơ tử cung thì mấy bạn khoan kết luận đây là u xơ tử cung nó gây đau bụng nha mấy bạn. À, nếu mà mấy bạn kết luận vậy nhiều khi chúng ta lại mổ nữa. Điều thứ hai mấy bạn nên lưu ý một chuyện nữa, đó là anh ví dụ cho mấy bạn thôi. Thí dụ như là một người phụ nữ bắt đầu trên 40 tuổi là bắt đầu nó có hiện tượng là rối loạn tiền mãn kinh nè, lúc đó là ra huyết cũng lung tung lắm, và cái độ tuổi nó là cái độ tuổi mà lại dễ thấy cái u xơ nè. Và nếu chúng ta đặt hai cái bệnh cảnh đó vào chung một cái tình huống và chúng ta kết luận rằng u xơ tử cung này gây rong kinh rong huyết này và chúng ta chỉ định mổ thì có thể nó là hơi quá tài ha, nó hơi quá tài. Cho nên mấy bạn lưu ý chúng ta cần có một cái chẩn đoán cho nó rõ ràng, chứ đừng có để chẩn đoán không đúng rồi chúng ta sẽ chỉ định mổ như vậy thì nó sẽ rất là nhiều. U xơ tử cung thì nó khá phức tạp mấy bạn. Có những người bệnh nhân thì kích thước khối u khoảng 5 cm chỉ, nhưng mà họ vẫn bình thường. Nhưng mà có người có kích thước khối u 3 cm thì họ lại bị rong kinh, rong huyết, cường kinh. Thì cái này chúng ta không giải thích được. Cũng không giải thích. Cũng như là chúng ta không thể giải thích được là thí dụ như là năm nay thì họ không có gì hết, nhưng mà tự nhiên cái qua tới năm tới tự nhiên họ lại đau bụng kinh, rong huyết. Thì cái này thì thôi tùy từng người thôi ha, chúng này chúng ta chịu mấy bạn. Về chẩn đoán thì mấy bạn nên lưu ý một điều, chúng ta có nhiều cách. Ví dụ như khối u nó to chúng ta có thể sờ trên thành bụng cũng được, khối u nó hơi nhỏ hơn chút xíu, ví dụ như khối u nó to tương đương với thai 20 tuần thì mấy bạn biết cái thai 20 tuần là nó lên tới rúng rồi, sờ cũng được rồi. Nhưng mà khối u nó to khoảng 12 tuần thì có thể là khám tay trong tay ngoài mấy bạn mới sợ được. Nhưng trong tất cả cái phương tiện mà dùng để chẩn đoán đó mấy bạn, thì hiện tại chúng ta đang dùng cái siêu âm đầu dò ha, chúng ta đang dùng cái siêu âm là để chẩn đoán. Siêu âm thì nó có nhiều cái hữu ích lắm mấy bạn, ngoài cái chuyện mà mấy bạn chẩn đoán ha u sơ thì mấy bạn còn chẩn đoán phân biệt nữa. Không biết cái u xơ này nó phải là u xơ không, không biết cái khối u này nó phải là u xơ không, hay là nó là u nang hay là một cái gì đó. Đó, nó giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt nè. Nếu mấy bạn dùng siêu âm đầu dò bụng cũng được, đầu dò âm đạo cũng được, thì mấy bạn nên sử dụng siêu âm đầu dò âm đạo. Vậy thì cái ưu điểm và cái khuyết điểm giữa siêu âm đầu dò bụng và đầu dò âm đạo nó như thế nào? Siêu âm đầu dò âm đạo nó có rất là nhiều ưu điểm so với siêu âm đầu dò bụng trong cái việc khảo sát các cấu trúc vùng chậu. Các cấu trúc vùng chậu đó mấy bạn, thì chúng ta chỉ nói về cái mấy bạn thấy cái hình đó là cái đầu dò âm đạo nó có thể nó đi qua âm đạo và nó tới tử cung luôn, và nó rất là gần cái tử cung. Đầu dò âm đạo nó rất là gần cái tử cung. Đó. Thì nó điều đó thì nó sẽ như thế nào mấy bạn? Tức là nó sẽ quan sát được cái tử cung, vòi trứng và buồng trứng nó tốt hơn là siêu âm đầu dò bụng. Đó, đó là cái ưu điểm. Ha, có cái ưu điểm. Tuy nhiên thì nó cũng có khuyết điểm, cái gì nó cũng có ưu điểm và khuyết điểm hết các bạn.
Mấy bạn muốn siêu âm đầu giờ âm đạo thì ít nhất người bệnh nhân cũng đã, phụ nữ này cũng đã có quan hệ rồi. Chính vì thế mấy bạn nhớ hỏi trước nha, chứ không thôi có gì nó phiền dữ dội luôn đó. Còn siêu âm đầu giờ bụng thì siêu âm đầu giờ âm đạo nó còn một cái ưu điểm nữa, tức là nó không có yêu cầu người bệnh nhân mắc tiểu, nó không có yêu cầu người bệnh nhân mắc tiểu. Thậm chí người bệnh nhân đã mắc tiểu thì chúng ta lại còn phải còn kêu người bệnh nhân đi tiểu đi nữa. Tại vì mấy bạn biết là khi mắc tiểu thì cái bàng quang, mấy bạn dòm cái hình, mấy bạn mường tượng chút xíu, cái bàng quang nó sẽ căng lên và nó đẩy cái tử cung nó đi xa cái đầu giò hơn nữa. Nó đẩy cái vùng đáy tử cung á, nó đi xa cái đầu giò hơn nữa. Đó. Cho nên là nó lại khó. Nhưng mà siêu âm đầu giò bụng thì nó lại phải cần cái bàng quang. Tại vì bàng quang nó có chứa nước thì cái môi trường nước đó thì nó, cái sóng siêu âm nó lại được khuếch tán mạnh hơn, chúng ta có thể nhìn nó rõ hơn. Với lại bàng quang nó căng như vậy thì nó sẽ đẩy cái ruột đi ra ngoài để chúng ta nhìn cái tử cung nó rõ hơn. Mấy bạn ha, thì cái đầu vào bụng nó có cái dở vậy. Nhưng mà nếu mà chưa có gia đình, chưa có quan hệ thì chúng ta phải sử dụng cái đầu giò bụng, không thể dùng để âm đạo được. MRI cũng là một cái xét nghiệm, cũng là một cái hình ảnh học để giúp chúng ta chẩn đoán. Nhưng mà mấy bạn nên nên hạn chế sử dụng cái này vì giá thành nó mắc quá. Chỉ khi là mấy bạn thấy rằng là một cái khối u gì đó ở vùng chậu, một cái khối gì đó ở vùng chậu, chúng ta không phân biệt đây là một cái u nang hay là một cái u xơ hay là một cái khối u gì ở đường tiêu hóa thì chúng ta mới chụp MRI ha. Để nó chi phí nó cũng hơi cao, cho nên là mấy bạn chịu khó nên chọn cái siêu âm, mà nếu được chọn thì chọn siêu âm đầu giờ âm đạo ha. Cái u xơ tử cung thì mấy bạn nhìn cái hình đó đây mấy bạn, nó có quá nhiều vị trí, nó có thể nó nằm ở đáy tử cung, nó có thể nó nằm ở thân tử cung, hoặc là mấy bạn thấy nó có thể nó đội cái nội mạc tử cung, tức là nó nằm trong lòng tử cung lên đó mấy bạn ha, hoặc là nó có thể nó nằm ở phía ngoài. Chính vì nó quá nhiều vị trí như vậy mà ngày xưa đó thì chúng ta không có một cái phân loại rõ ràng gì hết, phân loại cái vị trí thôi mấy bạn, thì nó sẽ làm cho các phẫu thuật viên rất là khó trong vấn đề xử trí. Trong đoạn chi tiết ví dụ mấy bạn sẽ dòm trên cái hình ha, ví dụ như là số 0 nè, cái u xơ có số 0 nè, số 1 nè, số 2 nè, thậm chí là bây giờ là họ tính số 3 luôn, là những cái u xơ này mấy bạn thấy nó tiếp xúc với cái nội mạc tử cung ở phía trong thì người ta gọi là u xơ tử cung dưới niêm, u xơ tử cung dưới niêm. Tuy nhiên nếu mà nói về cái phương pháp điều trị thì chỉ có u xơ tử cung dưới niêm số 0 và số 1 là chúng ta có thể bóc cái u xơ này qua nội soi buồng tử cung. Mấy bạn lưu ý chúng ta có hai cái khái niệm, mấy bạn học cho kỹ cái này nha, để nữa nhiều khi trắc nghiệm rồi mấy bạn lại lại không hiểu. Chúng ta có nội soi ổ bụng, tức là chúng ta đưa dụng cụ qua ổ bụng, thì nội soi ổ bụng thì chúng ta chỉ có thí dụ như là xử lý được cái nhân xơ mà nó nằm ở dưới thanh mạc thôi mấy bạn. Còn nhân xơ dưới niêm thì chúng ta phải đưa cái dụng cụ qua nội soi buồng tử cung. Mấy bạn thấy ha, chúng ta có nội soi ổ bụng và nội soi buồng tử cung, hai cái nó khác nhau. Rồi. Mấy bạn thấy trong bốn cái này 0 1 2 3 nó đều là u xơ dưới niêm, nhưng mà chỉ có cái loại u xơ dưới niêm loại 0 và loại 1 là chúng ta mới có thể bóc cái nhân xơ này qua nội soi buồng tử cung. Còn loại 2 và loại 3 thì chúng ta không làm được, chúng ta có thể bóc qua nội soi ổ bụng thôi. Nhưng mà ngày xưa thì chúng ta không có phân loại mấy bạn, chúng ta chỉ đọc là u xơ tử cung dưới niêm, u xơ tử cung dưới niêm thì cũng không biết nó là như thế nào hết. Cho nên Figo mới đề xuất ra một cái chuyện, tức là chúng ta phải phân loại cái vị trí u xơ. Figo là liên đoàn
sản phụ khoa quốc tế. Rồi, mấy bạn thấy, tức là nó đi từ trong ra ngoài mấy bạn ha. Số 0 là u xơ dưới niêm có cuốn. Xong đó rồi thì nó lấn vô chút xíu ở cơ tử cung, nhưng mà đa số nó vẫn còn nằm ở dưới niêm, thì là số 1. Số 2 thì mấy bạn thấy nó sẽ lấn nhiều hơn rồi, và cái mốc lấn vô là 50%. Mấy bạn thấy họ lấy cái mốc 50%. Cái số 3 ngày xưa là họ xếp trong cơ, nhưng mà bây giờ họ thấy tại vì nó cũng có tiếp xúc với niêm mạc, nó cũng có tiếp xúc với niêm mạc, cho nên là nó vẫn có thể, nó có các triệu chứng giống như là dưới niêm, cho nên họ đang cân nhắc. Bạn thấy họ đang cân nhắc xếp nó vô là dưới niêm luôn. Số 4 là nằm hẳn trong cơ. Số 5 là mấy bạn thấy nó đội ra ngoài này là cái lớp thanh mạc, thì người ta gọi là dưới thanh mạc. Dưới thanh mạc. Nhưng mà trên 50% nó vẫn còn nằm trong cơ. Số 6 vẫn là dưới thanh mạc, nhưng mà trên 50% nó nằm phía ngoài, rồi dưới 50% nó nằm trong cơ. Và số 7 là mấy bạn sẽ thấy là nó có cuốn. Đó, thì khi mà người ta phân loại như vậy đó mấy bạn, thì chúng ta dễ mường tượng nhiều chuyện. Nó có một cái số 8 là nó đặc biệt, tức là nó không nằm ở đáy tử cung, mà thí dụ nó nằm ở cổ tử cung, thì mấy bạn ghi là số 8. Ha, rồi. Nếu có những cái khối u nó khá lớn, mấy bạn nhìn cái khối u mà số 2 rồi gạch 5 á, thì tức là khối u này nó vừa đội vô lớp niêm mạc mà nó vừa đội ra lớp thanh mạc luôn. Thì khi nó đội vô lớp niêm mạc thì nó giống như số 2. Mấy bạn thấy không? Khi nó đội ra lớp thanh mạc thì nó giống như số 5, thì người ta kêu là 2 tới 5. Vậy thì khi trả lời kết quả siêu âm thì thường người ta bây giờ người ta không ghi là u xơ tử cung dưới niêm nữa, mà có thể là người ta ghi là u xơ tử cung dưới niêm nhưng mà mở ngoặc chữ L. Đây chữ L nó viết cắt, tức là họ lấy được cái chữ leiomyoma, chữ L đây. Thí dụ u xơ tử cung dưới niêm L0 theo Figo 2018. Đó, à chị thì cái bác sĩ trên lâm sàng họ giờ họ biết. À, cái này L0 tôi bóc những sơ qua bùn nội nội soi bùn được nè. Đó. Ví dụ như một trường hợp bị rong kinh rong huyết vào siêu âm mà họ thấy một cái u xơ tử cung, mà họ đọc cái là u xơ tử cung L6, thì mấy bạn thấy cái u này nó không có đụng gì tới cái nội mạc tử cung, thì chắc chắn không phải tại nó gây rong kinh rong huyết. Đó, thì họ có những cái phân loại nó là như vậy. Ha, mấy bạn lưu ý. Sau này mấy bạn có đi lâm sàng, mấy bạn thấy họ đọc như vậy, thì mấy bạn cũng đừng có lạ nha. Đó, cái phân loại vậy. Và mấy bạn nhớ học thuộc giùm nha. Mấy bạn lưu ý về vấn đề điều trị. Thì thật sự ra u xơ nó nhiều vậy đó mấy bạn, nhưng mà chỉ có khoảng 10 đến 20% là cần điều trị thôi. Còn đa số là chúng ta sẽ theo dõi. À, khoảng 80-90% là chúng ta sẽ theo dõi. Và mấy bạn nên nhớ một điều, ngày xưa thì xu hướng điều trị là mổ, còn bây giờ là nội khoa, tức là giữ lại cái tử cung đó mấy bạn. Ha. Vậy khi chọn lựa một cái phương pháp điều trị thì chúng ta phải dựa trên những cái yếu tố này. Ví dụ như nguy cơ và thuận lợi. Ví dụ ha. Tại sao? Tức là cái ca này nó bị dính quá trời, dính quá, bây giờ mà chúng ta có chỉ định cắt tử cung toàn phần, tức là lấy tới cái cổ tử cung luôn mấy bạn, tức là mổ hơi sâu xuống dưới đó, thì cái nguy cơ nó tổn thương bàng quang và tổn thương niệu quản cao quá. Thôi, hay là chúng ta chỉ nên bóc nhân sơ thôi, hay là chúng ta chỉ cắt tử cung bán phần thôi. Ví dụ nó là vậy. Ví dụ như một người mong muốn có con, có cái u xơ, thì cho dù gì thì mấy bạn cũng chỉ có chỉ định được là bóc nhân sơ thôi, chứ mấy bạn đâu có chỉ định được là cắt tử cung đâu. Ha, rồi. Còn một cái nữa, ví dụ như là khả năng phẫu thuật tại cơ sở y tế, thì mấy bạn cũng biết rồi. Ngày xưa thì những cơ sở y tế ở tuyến huyện đó mấy bạn. Mấy bạn thấy như hồi nãy anh đã cho mấy bạn coi cái hình, thì cắt tử cung bán phần, cái kỹ thuật cắt nó đơn giản hơn là cắt tử cung toàn phần.
cắt tử cung bán phần thì cái kỹ thuật nó đơn giản hơn cắt tử cung toàn phần. Cho nên là ở tuyến dưới, ví dụ như tuyến huyện hay gì đó, thì chỉ được là cho phép cắt bán phần thôi. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Nơi nào mà làm được ha thì mời xuống thẩm định, mời y tế, mời sở y tế xuống thẩm định. Sở y tế thấy nơi đó mà giờ làm được cái kỹ thuật đó rồi thì họ duyệt thôi. Bây giờ chúng ta ít cái chuyện đó rồi, nhưng mà ngày xưa thì có. Nhưng cũng lưu ý với mấy bạn một vấn đề ha, cho dù là mấy bạn cũng đánh giá hết nguy cơ, mấy bạn cũng đưa ra những cái phương pháp điều trị ha phù hợp đó, đúng đó, nhưng mà đôi khi bệnh nhân lại yêu cầu chúng ta những cái phương pháp điều trị khác. Bây giờ có mấy bạn ha, nhưng mà mấy bạn cũng thông cảm cho họ. Đối với người bệnh nhân của mình đó mấy bạn, bệnh nhân Việt Nam đó, chuyện cắt tử cung á là một chuyện khá là kinh khủng ha. Có những cái quan điểm của họ thôi, cắt tử cung thì không còn ra kinh nữa, không còn ra kinh nữa, tức là máu xấu nó cứ động lại trong người rồi nó chạy vòng vòng rồi nó vọng lên đầu rồi điên khùng gì đó, thì điều đó nó không đúng. Nhưng mà nó có những cái quan điểm mà mình không thay đổi được, hoặc là cắt tử cung thì ông chồng bỏ, cho nên người Việt Nam của mình cực kỳ sợ những cái chuyện đó. Đó thì nếu người bệnh nhân của mình có một cái đề xuất gì đó nó không đúng với y khoa thì thôi mấy bạn cũng khoan bực bội với họ, chúng ta ngồi lại trao đổi với họ và khuyến cáo họ như thế nào đó ha. Nhưng mà mấy bạn không nên gạt ngang nha. Ừ thôi chị đâu có biết cái gì đâu hay gì đó, tôi quyết là chị phải nghe theo tôi. Đôi khi không phải đâu mấy bạn. Có những trường hợp ngày xưa anh làm ở bên tiền phẫu, người ta kêu là tiền phẫu, có những trường hợp yêu cầu người bệnh nhân là phải ký hồ sơ là nếu bóc, tức là người này họ có cái u xơ, họ muốn bóc cái u xơ đó, nhưng mà họ cũng phải yêu cầu họ một chuyện là bây giờ ký hồ sơ đi, nếu bóc không được thì tôi cắt tử cung luôn, chứ không phải rồi bóc không được rồi đóng bụng lại rồi chờ chừng nào khỏe khỏe rồi mới bàn tiếp. Không có thì họ chấp nhận bỏ luôn, họ đi về họ không ký cái chuyện đó. Thì mấy bạn biết là cái tử cung đối với người phụ nữ Việt Nam nó quan trọng như lắm, cho nên mấy bạn lưu ý cái chuyện này ha. Về vấn đề điều trị đó mấy bạn, trong trong các phương pháp điều trị á, thì cái khó nhất đó mấy bạn, cái khó nhất đó là theo dõi. Cái cách theo dõi thì không khó mấy bạn, tức là mấy bạn sẽ khuyên cái người bệnh nhân đó cứ khoảng 6 tháng đi siêu âm kiểm tra lại một lần. Còn nếu mà họ sợ quá thì 3 tháng cũng được, nhưng mà thôi 3 tháng cái sự thay đổi nó mình không thấy nổi đâu. 6 tháng theo dõi một lần và họ chỉ cần cầm theo cái giấy siêu âm của lần siêu âm trước ha, cầm theo cái tờ giấy của lần siêu âm trước, chỉ để bác sĩ là so sánh cái kích thước thôi, so sánh kích thước thôi chứ cũng không có gì. Tuy nhiên cái khó trong cái việc theo dõi này đó là mấy bạn phải trả lời các câu hỏi của người bệnh nhân. Điều này khá là khó đó mấy bạn. Khó là sao? Bệnh nhân có thể đặt câu hỏi với mấy bạn là bây giờ tôi bị u xơ đó, tôi có kiêng cữ, tức là cữ ăn cái gì không? Thì mấy bạn biết rồi, người Việt Nam của mình mà cái gì thì nó cũng phải dính tới cái chế độ ăn uống. Thì giờ mấy bạn sẽ trả lời với họ sao, có kiêng cữ cái gì không? Ha, khó ha. Còn hoặc là họ có thể họ có những cái họ hỏi thẳng vô mấy bạn cụ thể luôn. Ví dụ như là bây giờ tôi có cái u xơ, nhưng mà tại vì cái tính chất công việc của tôi thì cũng phải là tiệc tùng đồ đó, cũng phải là có những cái buổi tiệc tùng vậy đó, tại vì tôi là doanh nhân gì đó, ví dụ như vậy. Vậy thì tôi uống bia được không? Hỏi thẳng mấy bạn luôn. Mấy bạn trả lời sao? Ha. Thậm chí có người hỏi mấy bạn mà cũng giải thích cho mấy bạn luôn. Nói là nghe nói, tôi nghe nói là sữa đậu nành ha, nó có chứa cái chất nó làm cho cái u xơ này nó lớn lên. Họ họ có thể họ không biết cái từ estrogen.
Có chứa cái chất làm cho u xơ này nó lớn lên, mà tôi thì thèm sữa đậu nành lắm. Vậy thì bây giờ tôi uống được không? Mấy bạn thấy khá là khó ha, khó trả lời lắm. Thậm chí có những người họ hỏi mấy bạn như vậy nè mấy bạn, hỏi mấy bạn hai câu. Câu thứ nhất là cái khối u này nó có lớn lên không, thì mấy bạn cũng biết rồi, cái khối u này nó phụ thuộc estrogen và progesterone, tức là cái nội tiết tố của người phụ nữ, tức là khi có kinh là đã có rồi thì khối u này nó vẫn có thể nó lớn lên. Khối u này nó có thể nó bị ung thư không, mặc dù nó rất là thấp đúng không mấy bạn, nhưng mà mấy bạn có dám trả lời với họ là không bị không? Vẫn phải bị chứ. Thì họ có thể họ nói với bạn rằng, ủa hiện giờ khối u này bác sĩ biết là nó có thể nó lớn lên, nó có thể nó ung thư, thì tại sao bây giờ bác sĩ không mổ đi, mà bác sĩ kêu theo dõi, lỡ mai mốt nó có chuyện gì rồi sao? Rất là khó cho chúng ta mấy bạn. Chúng ta mà đưa vô mổ đó thì nó lại không đúng cái chỉ định, thì lúc đó chúng ta lại phải viết hai ba cái tờ giải trình gì đó, nó rất là mệt ha. Cho nên mấy bạn thấy cái chuyện theo dõi nó không đơn giản đâu mấy bạn ha. Hoặc là mấy bạn sẽ cho điều trị nội khoa, điều trị nội khoa thuyên tắc động mạch tử cung hay là HIFU là những phương pháp mà điều trị có thể giữ lại cái tử cung ha. Điều trị nội khoa thì họ dựa trên cái nguyên tắc như thế nào thì mấy bạn coi này. Mấy bạn lưu ý một chuyện là khi mấy bạn học những cái bệnh lý liên quan về phụ khoa đó mấy bạn ha, thì mấy bạn phải nhớ cái trục hạ đồi tuyến yên buồng trứng này nha. Trục hạ đồi tuyến yên buồng trứng này thì tôi sẽ nói lại sơ bộ chút xíu cho mấy bạn, là cái tuyến yên đó mấy bạn, cái vùng hạ đồi này mấy bạn, nó sẽ tiết ra GnRH. GnRH nó sẽ theo cái hệ thống cửa nó đi xuống cái tuyến yên, thì vì GnRH nó theo cái hệ thống cửa ở trong não á, cho nên chúng ta không bao giờ chúng ta định lượng được GnRH nha. Có một cái câu trắc nghiệm nào đó mà định lượng GnRH là các bạn sẽ đánh sai đó nha. Rồi GnRH đi xuống như vậy nó sẽ kích thích, nó làm cho thùy trước tuyến yên. Thì mấy bạn lưu ý, mấy bạn cũng nên tạm gọi là tự khó tự khắt khe với mình đọc cho nó đúng, tức là tuyến yên thì nó có hai thùy, thùy trước tuyến yên là nó tiết ra FSH và LH, thùy sau tuyến yên thì nó tiết ra cái oxytocin đó ha. Thì thôi chúng ta học nói, nhưng mà điều muốn nói với mấy bạn ở đây là mấy bạn nên đọc cho nó, tạm gọi là đọc cho nó hết chữ á, ví dụ như là thùy trước tuyến yên, chứ mấy bạn đừng có đọc là tuyến yên GnRH tác động lên tuyến yên tiết ra FSH, LH. Rồi mình quen cái kiểu như vậy rồi tới lúc mình đi thi á, người ta thêm một cái chữ thùy trước ha. Ví dụ như là GnRH tác động lên A thùy trước tuyến yên, B thùy sau tuyến yên, rồi C là tuyến yên hay là cái gì đó để tiết ra FSH và LH, thì mấy bạn nên nhớ là phải là thùy trước tuyến yên. Nhớ nha mấy bạn. Đó, thì thùy trước tuyến yên nó sẽ tiết ra hai cái hormone tùy theo từng thời điểm mà nó tiết ra hormone là FSH và LH. FSH là nó dùng kích thích để cho các nang nõn nó lớn lên. LH là nó tạo đỉnh để nó có hiện tượng phóng nõn. Và FSH và LH mấy bạn nên nhớ nó được kêu là hormone hướng sinh dục. Hormone hướng sinh dục. Rồi. FSH và LH nó tác động lên các nang nõn ở buồng trứng ha, nó làm cho tiết ra cái estrogen và progesterone. Estrogen và progesterone là hormone sinh dục. Mấy bạn thấy cái từ nó khác nhau, nó từ là hướng sinh dục hay là sinh dục thôi. Đó mấy bạn lưu ý, đôi khi nó có những cái câu trắc nghiệm. Mấy thầy cô chỉ để cái chữ hướng vô hoặc là mấy thầy cô lấy cái chữ hướng ra và nó đã thay đổi đáp án rồi. Mấy bạn lưu ý. Thì như hồi nãy đã nói với mấy bạn rồi, cái estrogen và đặc biệt sau này là cái progesterone là cái hormone
mà nó làm cho cái u xơ nó phát triển về kích thước lên. Và khi mấy bạn hiểu được cái trục hạ đồi tuyến yên buồng trứng này rồi thì mấy bạn sẽ biết cái nguyên lý điều trị của họ. Nguyên lý thứ nhất điều trị của họ là họ làm đừng có cho tiết estrogen và progesterone ra nữa. Thì không tiết cái đó ra nữa thì u xơ nó sẽ không có chịu tác động của estrogen và progesterone thì nó sẽ không lớn lên. Bây giờ không tiết ra nữa thì bằng cách nào? Họ cho những cái chất mà nó đồng vận hoặc là nó đối vận với GnRH. Hay họ cho vào thì nó sẽ cắt làm cho GnRH nội sinh nó không được tạo ra nữa, thì không có cái chất nào GnRH nó sẽ không xuống được thùy trước tuyến yên. Nó không xuống được thùy trước tuyến yên thì nó không có kích thích, nó không có kích thích tuyến yên tạo FSH và LH. Nếu mà không có FSH và LH thì sẽ không có nang nõn và không có hiện tượng rụng trứng luôn. Và nếu không có nang nõn và không có hiện tượng rụng trứng thì không có cái gì để nó tiết ra được estrogen và progesterone. Đó, thì mấy bạn thấy ha, khi chúng ta cho những cái thuốc đó thì estrogen và progesterone không có được bài tiết ra nữa, thì không có cái gì tác động lên cái u xơ này nữa, thì cái u xơ nó nhỏ lại. Cái hiệu quả có không? Hiệu quả nó có rất là tốt. Có thể là họ điều trị khoảng 3 tháng sau là kích thước u xơ nó nhỏ là 50%. Nhưng mấy bạn thấy một cái vấn đề gì? Nếu mà cơ thể của người phụ nữ đó mà không còn cái nội tiết nữa, đặc biệt là estrogen, thì nó như thế nào mấy bạn? Thì nó giống như là chúng ta đã đưa cái người phụ nữ này vào mãn kinh, không còn estrogen nữa. Và khi vào mãn kinh thì đâu phải là chuyện giỡn mấy bạn ha. Chúng ta có những cái biến chứng của mãn kinh. Thay vì họ 50 tuổi họ mới bắt đầu mãn kinh, thì bây giờ mới 40 mà họ dùng những cái thuốc này thì họ mãn kinh là bắt đầu xuất hiện những cái biến chứng của mãn kinh. Cái đơn giản nhất, cái nhẹ nhàng nhất đó là bị bốc quả. Bốc quả gọi là nhẹ nhàng chứ cũng khó chịu lắm mấy bạn ha. Rồi sau đó là có thể nó loãng xương, tức là dùng cái thuốc này mà khoảng 6 tháng là sẽ loãng xương. Rồi nếu sau đó nữa là có thể bệnh lý tim mạch hay là cái gì đó. Chính vì thế thuốc này chỉ được sử dụng một cách có giới hạn vào cái khoảng thời gian thôi. Sử dụng 6 tháng rồi ngưng. 6 tháng rồi ngưng. Nhưng mà mấy bạn nên nhớ rằng khi mà sử dụng xong rồi ngưng, ngưng hết thì bắt đầu nó tái lập lại cái chu kỳ cái trục hạ đồi tuyến yên buồng trứng, thì cái nhân xơ đó, cái u xơ đó nó lại được tác động của estrogen và progesterone, nó lại lớn lên lại, nó lại lớn lên lại. Và người ta thấy là khoảng 6 tháng sau là nó lớn lên kích thước bình thường giống như trước khi nó điều trị đấy. Rất là khó mấy bạn ha. Tuy nhiên thì nó vẫn được dùng trong những cái trường hợp như vậy, bạn coi. Ví dụ như là chúng ta đã có chỉ định mổ rồi, nhưng mà khối u này to quá. Chúng ta dùng thuốc đi để cho nó nhỏ lại. Để chúng ta bóc cái nhân xơ này nó ít chảy máu hơn, để chúng ta cắt tử cung qua nội soi nó ít đau hơn, qua ngã âm đạo nó đỡ đau hơn. Hoặc là bệnh nhân này vì lý do gì đó chưa có muốn phẫu thuật được, nhưng mà bị rong kinh rong huyết cường kinh nhiều quá, thì chúng ta cho thuốc này vô để họ không có kinh nữa, để cho tránh những cái biến chứng của cái u xơ này và chờ tới thời điểm thuận lợi để cho họ mổ ha. Rồi. Chính vì cho những cái thuốc này như vậy đó mấy bạn, thì đưa người ta vào mãn kinh nó cũng có nhiều cái biến chứng quá. Và như hồi nãy đã nói với mấy bạn rồi, người ta đã thấy rằng cái progesterone là bây giờ mới là cái vấn đề chủ yếu làm cho khối u lớn lên. Và ở trong cái một cái tế bào của cơ tử cung đó mấy bạn, thì nó có cả hai thụ thể của progesterone và estrogen. Vậy thì mình nên có một cái thuốc gì đó để mình cạnh tranh với cái thụ thể của progesterone thôi. Estrogen để nó qua bên, mình đừng có cạnh tranh với nó nữa. Thì để cho nó nhận những cái nội tiết estrogen để nó, tức là nó vẫn bình thường đó ha, chúng ta chứ không chúng ta không có lấy ra hết đó. Đó thì mấy bạn thấy trong cái tế bào nó có cái thụ thể của ER là estrogen receptor mấy bạn,
PA là progesterone receptor. À, trong tế bào nó có cái này. Thì làm sao mà chúng ta chỉ cần là chúng ta lock lại cái progesterone receptor thôi. Để progesterone nó không vô thì nó sẽ không phát triển ra nữa. Và họ đang phát triển một cái loại thuốc đó. Nó có cái tên gì nè mấy bạn? À, nó có cái tên gì nè. Rồi. À, cái loại thuốc này thì nó đã được chứng minh là nó khá có hiệu quả. À, và nó có những cái ưu điểm là người này uống vào đó mấy bạn. Uống vào thì tức là không bị những cái tình trạng mà là thiếu estrogen, tại vì estrogen nó không có bóp lại. Đó, và khối u nó cũng nhỏ ha. Và lỡ như nếu lỡ trong quá trình uống mà người này có thai cũng không sao hết. Tuy nhiên thì khi đưa vào thị trường được một thời gian thì hiện tại thì cái thuốc này nó bị tạm gọi là nó bị cấm rồi. Lý do là người ta thấy uống thuốc này một số trường hợp nó bị tăng men gan. À, người ta nói thôi chắc có vẻ chưa ổn lắm, thôi để anh nghiên cứu lại coi làm sao. À, nhưng mà mấy bạn biết nó đã có những cái thuốc này thì hy vọng những cái thuốc này sau này nó sẽ quay trở lại thì nó sẽ đỡ. Giá thành của nó cũng còn cao lắm mấy bạn, nó cao cũng tương đương với thuốc chích vậy đó, như cái thuốc chích động vật GMO-FS nữa các bạn. Tuy nhiên thì nó có nhiều cái ưu điểm hơn cho nên là người ta cũng dễ chấp nhận hơn. Đó, đó là cái thuốc, nhưng mà bây giờ là nó đang tạm gọi là bị cấm nha mấy bạn, tìm chắc không có đâu, nhưng mà hy vọng sau này nó sẽ đi lại. Rồi còn hai cái phương pháp điều trị với mục đích là giữ tử cung lại đó. Cái thứ nhất là phương pháp làm thuyên tắc động mạch tử cung. Cái thứ hai là cái HIFU. Thì hai cái này đó mấy bạn, nó dựa trên một cái nguyên lý chung. Đó là khi có một cái u xơ thì sẽ có nhiều mạch máu tới nuôi. Vậy mình sẽ ngăn không cho máu nó tới nuôi cái u xơ này thì nó sẽ bị hoại tử. Thì nó có hai cách ngăn mấy bạn. Cách ngăn thứ nhất là làm thuyên tắc động mạch tử cung, tức là người ta bơm cái chất tắc vô. Ha, bơm cái chất tắc vô các mạch máu. Để cho cái mạch máu nó bị tắc lại thì máu nó sẽ không vào tới những cái mạch máu mà nó nuôi cái u xơ. Đó là cái thuyên tắc động mạch tử cung. Còn HIFU là cái gì? HIFU là người ta sẽ hủy những cái mạch máu mà nó tới nuôi u xơ, thay vì người ta làm chất tắc như là thuyên tắc, không phải, người ta sẽ đốt luôn. Người ta sẽ đốt bằng nhiệt, mấy bạn thấy. À, cái sóng siêu âm đó mấy bạn, sóng siêu âm thì thường nó không có tỏ nhiệt. Nó tỏ nhiệt là tiêu em bé hết rồi. Nhưng mà sóng siêu âm cao tần high intensity này thì nó là tỏ ra khoảng 85 độ và nó sẽ đốt những cái mạch máu. Nó sẽ đốt những cái mạch máu mà nó nuôi cái u xơ này. Và khi u xơ mà không có mạch máu đến nuôi thì nó sẽ bị nó sẽ nhỏ lại. Nhưng mà mấy bạn lưu ý nha, hai phương pháp điều trị này nó chỉ làm u xơ nhỏ lại, nó không làm u xơ biến mất. Cho nên nếu sau này mấy bạn có gặp hoặc là có ai hỏi mấy bạn thì mấy bạn cũng phải tư vấn rõ ràng chứ. Thôi chúng ta nói là điều trị đi, cái này nó tốt lắm, sau khi làm xong mà thấy u xơ nó không có mất á, nó nhỏ lại thì có, thì có thể người bệnh nhân hơi phiền mình đó, tại mình giống như là mình nói dốc với người ta vậy đó. Thì mấy bạn cũng biết là tất cả các phương pháp điều trị nội khoa cho tới bây giờ đó, điều trị bảo tồn tử cung á, thậm chí họ có cái phương pháp họ nghĩ là họ đưa cái laser vô họ bắn những cái này nữa, nó cũng chỉ làm cho cái u xơ nhỏ lại, nó không làm biến mất nha. Mà người Việt Nam của mình thì thường là muốn biến mất hơn là muốn nhỏ lại thì nó hơi khó, mấy bạn cũng phải giải thích cẩn thận. Thuyên tắc động mạch tử cung thì nó ra đời cũng cách đây khoảng 10, chắc khoảng 15 năm hơn rồi đó. Và nó có nhiều cái ưu điểm đó mấy bạn. Chúng ta chỉ cần đưa cái
chúng ta chỉ cần đưa cái catheter đó mấy bạn vào tới động mạch tử cung, hoặc là nếu mà được hơn nữa là đưa tới sát luôn những cái mạch máu tới nuôi cái này nè, chúng ta bơm chất tắc vô. Nó chỉ là một cái thủ thuật thôi, so với cái chuyện cắt tử cung á, phẫu thuật cắt tử cung rồi đó thì nó nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Tuy nhiên một khoảng thời gian sau thì người ta nhìn lại đó, mấy bạn thấy đôi khi chúng ta cũng phải cắt tử cung lại, tại vì thật sự ra nó đâu có mất hết được, nó đâu có mất hết được. Một số trường hợp họ giữ lại tử cung với mục đích là họ muốn có thai, nhưng mà cái làm thuyên tắc động mạch tử cung này nó có thể nó làm ảnh hưởng tới cái nội mạc tử cung, thì tức là máu không tới nuôi cái tử cung, thì có thể máu nó không tới nuôi tới cái nội mạc tử cung và nó làm cho cái nội mạc tử cung nó bị mỏng đi, thì nó cũng không có nuôi được cái thai. Hoặc là mấy bạn nên nhớ về cấu trúc giải phẫu thì có cái sự thông nối các nhánh của động mạch tử cung và động mạch buồng trứng, và đôi khi những cái chất tắc đó nó chạy tùm lum hết và nó lên lên tới buồng trứng thì nó có thể nó làm cho tổn thương cái buồng trứng luôn. À, chính vì thế thì bây giờ cái thuyên tắc động mạch tử cung nó cũng còn được dùng nhưng mà nó khá là hạn chế. Rồi mà mấy bạn nên nhớ một chuyện là muốn điều trị triệt để chỉ là cắt tử cung, nhưng mà mấy bạn cũng biết rồi, đối với người phụ nữ Việt Nam của chúng ta đó, cái chuyện cắt tử cung đó mấy bạn, nó là một chuyện khá là nghiêm trọng, khá là nghiêm trọng. Và khuynh hướng gần đây đó mấy bạn, thì khi mà họ cắt tử cung á thì họ lại muốn cắt bán phần, cắt bán phần để giữ lại cái cổ tử cung để cho nó có được chút gì đó, mà thật sự là không có đâu mấy bạn ha, tại vì cái tử cung nó không có đau, nó không có thần kinh ha, nó không có đau không có gì hết, nhưng họ vẫn muốn như vậy ha. Ngày xưa thì thường là chúng ta khuyên họ cắt tử cung toàn phần, tại vì cái lý do đó mấy bạn cũng biết rồi, cái chuyện mà sàng lọc ung thư cổ tử cung ngày xưa của mình nó không có tốt lắm, cho nên thôi đã cắt thì cắt luôn cái cổ tử cung đi để mai mốt khỏi bị bệnh lý ở cổ tử cung nữa. Nhưng mà ngày nay thì mấy bạn biết rồi ha, mấy bạn cũng biết rồi là thôi cái điều kiện nó cũng tốt, cái điều kiện sàng lọc nó cũng tốt rồi, thì thôi chúng ta nên quay lại cái chuyện là có nên cắt bán phần không, để cái cuộc phẫu thuật nó đơn giản hơn chút xíu, nó ngắn lại chút xíu. Thì thôi cũng nói với mấy bạn một vài cái vấn đề thôi ha, thì cũng có gửi cho mấy bạn cái bài sơ bộ rồi đó, mấy bạn có thể đọc rồi nếu có vấn đề gì đó thì mấy bạn có thể trao đổi thêm. Có ai hỏi gì không mấy bạn? Mấy bạn có hỏi gì không? Dạ không thầy ơi. Rồi vậy thì thôi chúng ta sẽ nghỉ ha. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Rồi. Dạ lớp cảm ơn thầy. Rồi thôi chào mấy bạn ha.